Xin chào mọi người đã quay trở lại với mình, và mình là Kameyaman Vochi đây ạ. Tập 33 chỉ mới được công chiếu cách đây vài ngày mà thôi, mặc dù với thời lượng rất dài, thế nhưng Dom đã rất nhanh công chiếu tập tiếp theo là tập 34 phần 1, và dự là phần 2 cũng sẽ được ra mắt rất sớm. Có thể nói mặc dù đội ngũ sản xuất của họ vừa mất đi 2 người, nhưng có vẻ tốc độ làm việc thì vẫn không bị hạn chế. Còn trong phần 1 của tập 34, chúng ta được chứng kiến trận chiến siêu căng giữa tên tiến sĩ Shikibi đi cùng tên át cho đầu sỏ đấu với Titan Kameyaman và Titan TV Man. Nhưng phía hai Titan đã có thể đánh đuổi được hai tên đó chạy té khói. Vậy hãy cùng nhau phân tích chi tiết tập này để xem liệu hai tên Shikibi đi kia bỏ chạy có phải là một cái bẫy khác? Những tên Shikibi đi gớm ghiếc này là thứ gì? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tập tới? Liệu Titan Pencil Man có xuất hiện hay không? Hãy nhớ xem tới cuối video để không bỏ lỡ bất kỳ bí ẩn nào nhé! Đừng quên ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh và nhấn thêm vào chuông thông báo nhé. Được rồi, cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Chúng ta bắt đầu tập phim với cảnh tên tiến sĩ CKBD ngay lập tức tấn công hỏa lực của hắn về phía Titan Kameyaman. Nhưng anh ấy đã sử dụng súng trọng lực hút những tạp chất xung quanh để ngăn chặn nó. Nhân lúc đó, tên át cho đầu sỏ đã tấn công anh ấy bằng tốc độ của hắn. Điều này đã khiến anh ấy bị trúng đòn tấn công của tên tiến sĩ CKBD. Ngay lập tức, Titan TV Man đã lao tới với lưỡi kiếm sắc bén của mình để ngăn cản hành động của tiến sĩ CKBD. Nhưng hắn đã bật tấm khiên năng lượng để ngăn cản nhát chém đó của Titan TV Man, rồi phản công lại bằng một phát bắn. Nhưng Titan TV Man đã lách cái nhẹ để né nó. Titan TV Man quyết định triệu hồi màn hình nhỏ để tạo các cuộc tấn công từ nhiều phía. Hắn cũng phản công lại bằng sóng xung kích cực lớn, đẩy lùi Titan TV Man ra một đoạn. Sau đó hắn đã sử dụng chức nam châm khổng lồ của hắn để hút hai cái màn hình TV của Titan TV Man lại, rồi cười như bắt được vàng vậy. Nhưng cái đầu lớn của Titan TV Man đã bất ngờ tấn công phía sau khiến hắn không kịp trở tay. Có lẽ trong lúc hắn hút hai chiếc màn hình nhỏ, thì Titan TV Man đã dịch chuyển cái đầu của mình ra phía sau để tấn công hắn. Còn phía Titan Kameyaman thì đang phải vật lộn với cái tốc độ siêu nhanh của tên át cho đầu sỏ. Hắn lượn lờ xung quanh Titan Kameyaman với tốc độ rất nhanh. Điều đó khiến Titan Kameyaman không thể nào tấn công được hắn. Tưởng như điều đó sẽ khiến Titan Kameyaman bất lực trước hắn, nhưng anh ấy đã rất thông minh khi bắt đầu kích hoạt cánh tay trọng lực với cường độ cực lớn của mình. Nó đã tạo ra một lực hút cực mạnh, hút tên át cho đầu sỏ lại. Lần này thì khỏi chạy nha mày. Titan Kameyaman sau đó đã ném hắn xuống đất với một lực cực mạnh, rồi nhanh chóng bắn thêm hỏa lực từ súng laser của mình về nơi hắn ngã. Thế nhưng hắn có thứ vũ khí đặc biệt của mình, nó có thể hấp thụ toàn bộ hỏa lực của Titan Kameyaman, thậm chí còn phản công lại với một lực còn mạnh hơn, khiến anh ấy đánh văng cả cây búa chiến. Nhưng chuối hơn cả là cái cây búa đó lại rơi đúng vào đầu của tên tiến sĩ CKBD, tự dưng lại tạo ra cơ hội tấn công của Titan TV Man. Anh ấy ngay lập tức bật chế độ màn hình đỏ của mình lên, chiếu thẳng mặt tên tiến sĩ CKBD. Tưởng như cổ này tên tiến sĩ CKBD to đời rồi cơ, bởi ngay cả khả năng nam châm của hắn cũng đã bị tắt, nhưng khẩu súng phía sau hắn đã cứu hắn một mạng, khi nó vẫn có thể hoạt động và tấn công ngăn chặn Titan TV Man. Còn phía Titan Kameyaman thì vẫn đang chơi trò đuổi bắt với tên át cho đầu sỏ kia, và hắn vẫn bị anh ấy bắt được bằng súng trọng lực. Nhưng lần này có vẻ như không giống lần trước, mặc dù đã bắt được hắn ta, thế nhưng Titan Kameyaman đã bị hắn túm cổ. Titan Kameyaman ngay lập tức kích hoạt phản lực để đẩy hắn xuống đất, sau đó tính đấm cho hắn một cú. Nhưng tên át cho đầu sỏ đã sử dụng lưỡi dao đâm vào tay của Titan Kameyaman. Mặc dù như vậy thế nhưng Titan Kameyaman vẫn rất mạnh mẽ, mà sử dụng cánh tay có con dao đó dí vào mặt tên át cho đầu sỏ, so với sức mạnh thì Titan Kameyaman có vẻ vẫn hơn. Nên con dao sau khi giằng co một chút đã đâm thẳng vào mắt trái của hắn, nhưng sau đó hắn vẫn có thể thoát ra được. Mặc dù đã mất đi một mắt, có vẻ như bọn chúng nhận ra cuộc chiến này có vẻ không mấy ăn thua lắm, nên chúng đã ngay lập tức chọn phương án là bỏ chạy khỏi đây. Ngay khi nhận thấy tên tiến sĩ CKBD dịch chuyển đi, Titan TV Man đã định hút hết khói đen để ngăn cản hắn, nhưng quá trình đó đã bị tên át cho đầu sỏ ngăn cản. Rồi hắn làm nhảm cái gì đó, kiểu như thách thức Titan TV Man vậy, sau đó thì chạy té khói khỏi đây. Tên tiến sĩ CKBD cũng đã trốn thoát thành công khỏi đó. Titan TV Man thì có vẻ khá là bực và nói rằng đừng chạy nữa, ý là nói mấy hai tên đó đừng bỏ chạy mà hãy đối đầu với anh ấy đi. Sau đó ngay lập tức dịch chuyển theo chúng. Còn Titan Kameyaman thì ở lại và hỏi thăm tình hình của Titan Clockman, liệu rằng có cần anh ấy ở lại giúp đỡ gì không. Nhưng Titan Clockman đã biểu thị mọi thứ đều ổn cả. Titan Kameyaman nhận thấy điều đó thì anh ấy định cũng theo chân Titan TV Man để đuổi theo hai tên CKBD kia, nhưng bất ngờ làn khói đen lại xuất hiện cạnh anh ấy, và một lũ CKBD to lớn với hình thái vô cùng man dợ đã xuất hiện. Chúng gầm gừ, nhe răng đủ kiểu cả, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Titan Kameyaman vậy. Có lẽ đây cũng là lũ CKBD to lớn dị hợm được tên tiến sĩ Bin điều tới. Chúng cũng mang mắt đỏ như những tên CKBD được bơm khí hóa học đặc biệt, nhưng tất cả đều chỉ có một mắt duy nhất. Thế nhưng chúng lại có chiếc miệng rất lớn với hàm răng sắc nhọn. Có vẻ như lũ này cũng sẽ là một số vấn đề nhọc nhằn để đối phó đây. Nhưng có lẽ sẽ có một ai đó có thể tới giúp Titan Kameyaman như Titan Sir Baker hay Titan Pencil Man chẳng hạn. Nhưng cũng có thể là Titan Kameyaman sẽ một mình cân tất lũ này. Kế hoạch của chúng là chỉ cố gắng câu càng nhiều thời gian càng tốt. Và như tên tiến sĩ nói trong căn cứ trước đó, thì bọn chúng chỉ cần cầm chân các Titan thêm 5 tiếng nữa, thì kế hoạch ghi man to lớn tận thế của chúng sẽ hoàn thành. Bọn chúng cũng có kế hoạch tách riêng các Titan ra, như vậy thì sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Không phải là hai tên CKBD đó thua trận trước hai Titan, mà bọn chúng cố tình dụ họ phải tách nhau ra. Và cũng có thể thấy hành động khiêu khích trước đó của tên át cho đầu sỏ cũng vậy.
Bởi hắn biết với độ chiến của Tai từng TV Man thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ tức tối mà dí theo. Còn mấy bọn nhõi nhõi man dợ này sẽ ở đây để kín chân Tai từng Kameyaman. Kế hoạch câu kéo này dường như đang có vẻ rất hữu dụng. Từ đó mà Giman to lớn sẽ bình tĩnh mà xuất hiện một cách hoành tráng. Còn không biết là liệu Giman to lớn tận thế có đúng như lời khẳng định của tên tiến sĩ Bin là khi hắn xuất hiện thì dù có bao nhiêu Tai từng cũng không thể địch nổi sức mạnh của Giman to lớn. Thế nhưng có lẽ mình nghĩ kế hoạch này sẽ bị hạn chế và không thể hoàn thành đúng như dự kiến của tên tiến sĩ được. Bởi trong hình ảnh dò dỉ về phần 2 thì chúng ta có vẻ như sẽ đón nhận thêm Tai từng mới, đó chính là Titan Pencilman. Bởi hình ảnh cho thấy tộc Pencilman đang chuẩn bị cho điều gì đó. Và một nhân vật mới của tộc này cũng xuất hiện. Nhìn anh ta có vẻ khá thanh lịch, giống như một quản gia vậy. Mình đoán rằng đây có thể là quản gia của Titan Pencilman. Hơn nữa thì trước đó Dom cũng đã tiết lộ về sự xuất hiện của anh ấy và cả Titan Speaker. Có thể hai người họ sẽ xuất hiện cùng với nhau. Nên là mình nghĩ phần trăm lớn là trong phần tiếp theo thì hai nhân vật này sẽ xuất hiện. Hoặc là tập tiếp theo là tập 35 các Titan sẽ cùng nhau tập hợp lại để tổng tấn công vào căn cứ CKBD to lớn số 1 và kể cả Giman to lớn tận thế nữa. Vậy các bạn nghĩ sao về tập này? Liệu Titan Kameyaman và Titan TV Man có thể ngăn cản kế hoạch của tên tiến sĩ CKBD hay không? Liệu rằng Titan Speaker và Titan Pencilman sẽ xuất hiện để giúp đỡ liên minh sau đó tiến vào căn cứ CKBD số 1 hay không? Hãy để lại bình luận của bạn và cộng thêm một like và một đăng ký kênh nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sớm nhất nha. Bye bye!